Đây thùng này anh ơi, đây là động cơ 276. Nòng niếc xước mình vừa vệ sinh xong. Phải thay hết tất cả quả nên quả mới này mang đi đóng. Đây các bạn nhìn thấy nha, xước này. Xước này. Xước này. Đấy, tất cả bốn quả đều xước. Thấy chưa? Thấy căn chưa? Thấy rồi, ở cái khay em. Cơ 278. Đây em tí. Đây các bạn nhìn nha. Xước rất ác. Mình vừa vệ sinh xong rất sạch. Đây là xưởng Mercedes-Benz Lancenimex.